Đây là đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 các bạn. Và các bạn nhìn qua đây nè, cực kỳ đẹp luôn. Wow, một bầu trời đỏ rực luôn của hoa phượng. Và đằng kia chính là Việt Nam Quốc tự. Wow, đẹp quá. Tiến lại rồi. Kỳ đẹp quá. Mình thích những con đường ven biển á, mà trồng cái hoa phượng này nè. Nhớ về thành phố biển kép của Campuchia. Rất là đẹp luôn trong mùa hè. Rồi, đẹp quá. Rồi, tiếp tục đi các bạn. Mình đã xin phép được vào trong các bạn. Đó, ở đây nè. Thấy đẹp chưa? Việt Nam Quốc tự. Rồi, qua đây. Bầu trời đỏ rực. Tính rực luôn. Ôi trời. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.